Bây giờ mình tới nội dung cuối, đó là điểm số báo cáo nha. Thì điểm số báo cáo có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là điểm số toàn chi hội. Trường hợp thứ hai là các phân hội điểm số và báo cáo nha. Nhắc lại hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là toàn chi hội điểm số, trường hợp thứ hai là các phân hội điểm số xong là báo cáo cho chi hội trưởng. Thì khẩu lệnh của nó cũng khác nhau. Đầu tiên cái dễ hơn đó là điểm số toàn chi hội, thì khẩu lệnh sẽ là như thế này: chi hội trưởng đứng tới vị trí điều hành nha, khẩu lệnh nghiêm chi hội điểm số 1, được chưa? Hô lên chi hội điểm số 1 là mình đếm 1, sau đó lần lượt từng bài 1, lần lượt từng bài 1 sẽ đánh mặt ra phía sau để nhìn về sau lưng mình có ai không, rồi quay lên hô số của mình. Hô số này là hô cho ai, cho chỉ huy nghe chứ không có ba quay xuống này, nhưng mà không có nhìn nhỏ nha. Quay xuống nhìn về sau lưng có ai không, sau đó quay lên đến người cuối cùng, người đứng cuối hàng, quay xuống không thấy ai rồi, không thấy ai rồi quay lên đếm số của mình, ví dụ 5 phân hội 1 hết nha, 5 phân hội 1 hết nha. Rồi khi nghe phân hội 1 hết rồi thì phân hội 2 biết thế mình mới tiếp tục quay xuống đó, quay lên 6, cứ như vậy tới người cuối cùng. Người cuối cùng của đội hình thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất ở đây có nhiều đội, trường hợp thứ nhất ở đây có nhiều đội thì mình quay xuống không thấy ai nữa, mình quay lên hô chẳng hạn 15 chi hội và bộ tay spa nha, chi hội 3 hết. Đây là trường hợp có nhiều đội cùng mình. Còn nếu như chỉ có riêng một mình ở đây thôi thì sao? 15 hết, thấy chưa? Nếu như có nhiều đội thì mình phải hô cái tên họ mình. Còn nếu như chỉ có mình thì mình cho tên nhạc hết. Còn các phân hội thì mặc dù phải hô phân hội máy hết để chi để ta biết nha. Nhiều khi vậy á, các bạn phân hội phân trưởng của phân hội 3 đang lơ lơ đóng đóng nào đó, phân hội 1 mới hô 5 hết, các bạn giật miệng mà sáng, và đó là phải hô phân hội máy hết. Còn người cuối cùng thì chỉ nên nhẹ ra hết tên của mình. Dạ, rồi, bây giờ mình làm thử. Nghiêm nha. Nghiêm. Chị hội điểm số 1. Nói rồi. Quay xuống đó là quay lên trên. Và khi quay thì sao? Chỉ đánh mặt nhẹ vậy thôi. Tính thù mà ta hả? Còn ai không? Tại sao nhiều khi ông vô
theo câu hỏi thì thầy chỉ hỏi sẽ nhiều hơn thêm nữa, nhiều ý thêm nữa, mà cái câu lệnh sẽ như vậy: nghiêm các phần hồi điểm số báo cáo thì đi, chặt nghiêm các phần hồi điểm số báo cáo thì đi, lên các sự này. Lúc bấy giờ thầy từng phần hồi sẽ tự lên hai ba bốn sau khi mà điểm số xong thì sẽ
báo cáo. Đây, ta có tài số, ta có tài số. Nguyên câu văn báo cáo như thế này. Báo cáo nghe người báo cáo, ví dụ ở đây là báo cáo chi hội trưởng. Đặt báo cáo chi hội trưởng. Phân hội một có là có đang lúc này. Nè, ở đây có bao nhiêu người là có bao nhiêu. Ví dụ ở đây có khoảng 10 thì báo có ta có viên. Rồi, bán. Ví dụ như là nguyên á, phân hội của mình có 10 có khoảng 1 viên. Bằng 2 có lý do. Hiệu trưởng phân hội một có 4 hội viên, bắn một có lý do, báo cáo hết. Rồi, được chưa? Nguyên văn là vậy. Nếu như có dặn dò gì, thầy chỉ huy sẽ dặn dò. Ví dụ, hỏi lý do bạn ba là nhắc lại gì, thì trả lời. Còn nếu như không có dặn dò gì hết, thì khi hội trưởng sẽ hô được. Nha. Và khi người ta hô được, thì mình sẽ rõ, đồng thời mình đưa tay lên chào. Báo cáo chi hội trưởng phân hội một có 5 hội viên, bắn một có lý do, báo cáo hết. Đó. Cũng như vậy, đợi người ta bỏ tay xuống, mình phải là bỏ tay xuống. Rồi, sau đó, xong khi xong hết một tuần rồi, thầy tuyệt nói không có quay thẳng đến mặt người nữa như vậy nha. Mà mình thực sự mình bước ngang một cái, rồi sau đó mới ta quay. Nhớ nha, báo cáo xong quay vậy ra ta nghĩ chứ không phải được kêu từ lâu giờ đến lúc giờ các bạn sẽ xỉu. Cái gì mà chi phân loại?